Đây, chỉ với một tâm nguyện, đó là đem kiến thức của mình giúp chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Có được phòng khám này phải kể đến tấm lòng của bác sĩ Trương Thị Hội Tố, nguyên phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Nam Định. Bà cũng là người đã miệt mài gắn bó với phòng khám từ khi thành lập cho đến nay. Và để giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về phòng khám đặc biệt này cũng như tâm huyết của bà, ngay sau đây, phóng viên Minh Trang có cuộc trò chuyện với lương y Trương Thị Hội Tố. Cháu xin chào bà Tố ạ. Hôm nay là nó thuộc về Hai Bà Trưng. Thế Hai Bà Trưng thì hay đi khám cho cấp phường lắm. Nhưng tôi thấy là nguyện vọng của anh chị em muốn thành lập cái phòng khám từ thiện, không lấy tiền của ai, miễn phí là chính. Chứ bây giờ cũng là nhờ cái phòng trụ sở của Hội Chữ Thập Đỏ đấy chứ. 7 lần đổi địa điểm rồi. Vì trước kia thì tiền thuốc không có ai ủng hộ, cho bây giờ người ta mang hàng bọc lớn ấy. Nhưng những thuốc nào hạn, quá hạn thì vứt đi, thuốc nào còn dùng thì người giữ lại. Trước kia có gì đâu, hai tay không, chúng tôi chỉ có tấm lòng thôi, khám chu đáo, tôn trọng bệnh nhân, rồi khám rất là cẩn thận, tư vấn chu đáo, thì dần dần phát triển lên đấy. Ngoài cái việc là cá nhân bà tham gia rất là nhiệt tình thì cháu biết là bà đã huy động rất là nhiều người bạn và người thân làm ngành y của bà tham gia vào phòng khám này, thì cái việc đấy bà thực hiện như nào ạ? Nói thực ra thì ta thấy là sáng nào mình cũng đi, cũng làm việc thì rất là vui vẻ, và ngày rơi mưa rơi gió thì nhiều người ta bảo chắc bà ở nhà thì yên ổn nghỉ ngơi mà đi làm, thì tôi bảo không, cái này là niềm vui. Thế cho nên 85 tuổi mới khỏe mạnh, nói năng được như thế này, chứ nếu không đi làm thì y ợm lắm. Hay là như ông Đức này, ông trước kia cũng làm phòng khám ở trên Nam Định ấy chứ, ông lên đây thì thấy bọn tôi bảo bây giờ ông ở nhà nó buồn, thôi ông đi khám với chúng tôi cho vui. Hay là các bà ở nhà về hưu đấy, tôi bảo các bà đi chùa một buổi và đến đây cũng như đi chùa thôi, giải khai như thế. Người ta dùng cách thức tuyên truyền người ta thì ta tự người ta thấy đấy. Chúng tôi phân công ra người thì làm dược, người thì khám bệnh, người thì đo huyết áp, người thì thử máu. Bà ơi, sau khi về hưu thì rất là nhiều người, và đặc biệt là những người làm ngành y ấy, họ sẽ tìm những công việc để đi làm thêm, để kiếm thêm tiền ở những phòng khám tư nhân hoặc là đi khám tại nhà ấy. Nhưng mà tại sao bà lại vẫn bỏ thời gian, công sức và bỏ lại việc gia đình của mình để đến đây khám miễn phí cho những cái người dân ở đây ạ? Chúng tôi thì không nghĩ rằng là không thể nào giàu được bằng ngành y. Chỉ có tấm lòng thì khám cho người ta, thì làm từ thiện thì tốt hơn. Thấy người nghèo khổ quá, nghĩ rằng là mình phục vụ được người nghèo là rất là sung sướng. Thì tôi cứ nghĩ thế, tôi làm 26 năm nay rồi còn gì nữa. Bà ơi, phòng khám này thì hoàn toàn là miễn phí và không lấy một đồng tiền nào của người dân. Thế thì các bà đã làm như nào để có thể có thuốc này, có dụng cụ y tế này, cũng như là trang trải những kinh phí cho cái phòng khám này ạ? Từ đầu tiên chúng tôi là hai tay không, không có cái gì cả. Tôi thì đầu tiên bỏ tiền để mua thuốc, tiền lương của mình bỏ tiền ra. Mua thuốc thông thường cái B1 này, dần dần thế mình tử tế thì họ bảo cháu có cái thuốc cho mình đến trong bằng đến cho bà và xem chưa. Thì dần dần là nó có thuốc lên đấy. Thì trước làm gì có đâu. Ở đây tư vấn là chính. Có người ta mang đến một lô sổ sách giấy tờ đi khám bệnh về, người ta không hiểu thì chỉ này, cái này đường của bà cao này, đường của bà thấp này, mỡ máu của bà cao này, cái này, này giải thích cho ta. Bây giờ những cái tủ to này ta mới cho đấy, các cái xí nghiệp người ta thấy thuốc men nhiều con ta cho tủ, hai cái tủ mới. Bà Tố ơi, cái việc mà bà làm tại phòng khám này hàng tuần đều đặn suốt mấy chục năm qua thì gia đình bà ủng hộ bà tham gia công việc này như thế nào ạ? Coi như là vẫn đi như đi làm. Sáng thì không đi thì các cháu nó nhắc, đi được mạnh khỏe, con cái nó mừng, con cái nhà tôi ủng hộ hết. Thế còn tôi đi sang đây thì 85 tuổi toàn đi xe ôm, một ngày là mất 70, chờ sang lại trở về. Chưa hề bao giờ thấy chán, vẫn thấy có một niềm vui. Bà ơi, năm nay bà đã 85 tuổi rồi và một cái tuổi rất là cao rồi. Thế thì bà có dự định là sẽ gắn bó phòng khám này lâu nữa không ạ? Thế này, tôi thì tôi nghĩ có làm mà tôi không làm được thì thôi. Bây giờ vẫn làm được thì cứ làm, còn thấy mình có ích thì làm. Vâng, xin cảm ơn bà Tố về cuộc trò chuyện ngày hôm nay, và cháu xin chúc bà cũng như là các bác sĩ ở đây sẽ có thêm nhiều sức khỏe để tiếp tục duy trì cái phòng khám này ạ. Vâng, tuổi già còn gì quý hơn là được sống vui, sống khỏe và sống có ích. Chính vì vậy, các y bác sĩ của phòng khám gia đình này luôn tìm thấy niềm hạnh phúc trong công việc mình làm. Với họ, nụ cười của bệnh nhân, những cái bắt tay thân tình đã là phần thưởng giá trị, không gì có thể mua được. Đến đây, chương trình Đời Như Cổ Tích xin khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài. Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
Chương trình học tiếng Anh qua chuyện đọc. Learn English through stories. Three men in a boat, part 2. Ba người đàn ông trên một chiếc thuyền, phần 2. Xin chào các bạn đến với chương trình học tiếng Anh qua các câu chuyện đọc. Xin mời các bạn cùng nghe phần 2 của câu chuyện Ba người đàn ông trên một chiếc thuyền của Jerome K. Jerome. Các bạn thân mến, như chúng ta đã nghe trong phần 1 của câu chuyện, George, William và Jay đang ngồi trong phòng bàn tán về sức khỏe tồi tệ của mình. George và William không có bệnh gì cụ thể, còn Jay thì thấy rõ ràng mình có vấn đề về tim. Tuy vậy, từ trước tới giờ, các bác sĩ đều cho rằng bệnh của anh là vì lười vận động. Họ không bao giờ kê đơn cho anh, nên Jay luôn cảm thấy bệnh chưa khỏi hoàn toàn. Trước khi nghe phần 2 của câu chuyện này, xin mời các bạn ghi nhớ những từ và nhóm từ sau đây. Half an hour. Nửa tiếng. To describe. Miêu tả. To stand in front of the fire. Đứng trước lò sưởi. There is never anything the matter. Chẳng có vấn đề gì cả. Housekeeper. Người quản gia. To knock on the door. Gõ cửa. To have supper. Ăn đêm. To smile sadly at each other. Nhìn nhau cười méo mó. To prevent illness. Phòng bệnh. Steak. Món thịt nướng. Chips. Món khoai tây chiên. To light one's pipe. Châm tẩu thuốc. To sit in the warm summer sun. Ngồi phơi dưới ánh nắng hè ấm áp. Far away from somebody or something. Tránh xa ai, tránh xa điều gì. To wave goodbye happily. Vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt. A return ticket. Vé khứ hồi. To be able to. Có khả năng làm gì. To begin to do something. Start to do something. Bắt đầu làm gì. To get off the ship. Xuống tàu. To be afraid for somebody. Thấy lo ngại cho ai. To be seasick. Bị say sóng. Một số hiện tượng ngữ pháp cần lưu ý trong phần này. Cách dùng. Be going to. Chúng ta dùng be going to để nêu lên dự định hay kế hoạch hoặc để dự đoán một sự việc sắp xảy ra trong tương lai dựa vào cơ sở ở hiện tại. Ví dụ. You start out on Monday and you think you are going to enjoy yourself. Cấu trúc. Wish cộng với phân từ 2 diễn tả điều ước trong quá khứ. Ví dụ. On Monday, you wish that you had not come. Cấu trúc wish cộng với động từ ở dạng quá khứ để diễn tả điều ước ở hiện tại. Ví dụ. On Wednesday, Thursday and Friday, you wish that you were dead. Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe phần 2. Đúng lúc đó, quản gia Popes gõ cửa phòng. Bà muốn biết liệu chúng tôi đã sẵn sàng cho bữa ăn khuya chưa? At that moment, Mrs. Poppet, my housekeeper, knocked on the door. She wanted to know if we were ready to have supper. Chúng tôi nhìn nhau cười méo mó và quyết định rằng nên cố ăn thêm gì đó. Harris cho rằng ăn một chút gì đó có thể giúp phòng bệnh. We smiled sadly at each other, and then we said that perhaps we should try to eat something. Harris said that a little food helped to prevent illness. Rồi bà Poppet mang bữa ăn vào, chúng tôi ngồi quanh bàn, và trong nửa tiếng, cố hết sức đánh vật với món bít tết và khoai tây chiên, cùng một chiếc bánh to mà bà Poppet tự làm. So Mrs. Poppet brought in some supper. We sat down at the table, and for half an hour, we managed to play with some steak and chips,
and with a large cake that Mrs. Poppet had made. Khi đã ăn uống xong xuôi, cả nhóm lại tiếp tục uống nước và hút tẩu và lại bàn tán về sức khỏe. Chúng tôi cũng không rõ mình có bệnh gì không. Tuy vậy, có một điều khá chắc chắn. Chúng tôi đã làm việc quá nhiều. We had made ourselves something to eat. We filled our glasses and lit our pipes. Then we began to talk about our health again. We were not quite sure what the matter was with us. However, we were all quite certain of one thing. We had been doing too much work. Chúng ta cần nghỉ ngơi, Harris nói. Nghỉ ngơi và thay đổi. George thêm vào. We need a rest, Harris said. A rest and a change, George added. Tôi đồng ý với George và đề xuất ý kiến về nông thôn. Ở đó chúng tôi có thể tìm một nơi yên tĩnh, ngồi nghỉ ngơi dưới ánh nắng hè. Đó là một nơi thanh bình, không bị người khác làm phiền. I agreed with George, and I said that perhaps we could go to the country. We could find a nice, quiet place, and we could sit in the warm summer sun. We could go somewhere peaceful, far away from other people. Nhưng Harris lại cho rằng ý tưởng đó quá tồi. Cậu ta kể thêm về việc mình đã từng tới một nơi như vậy. Mọi người đi ngủ vào lúc 8 giờ tối, và cậu phải đi bộ cả tiếng đồng hồ mới mua được một vài điếu thuốc và một tờ báo. Harris said that he thought that would be awful. He added that he had been to a place like that once. Everyone went to bed at 8 o'clock, and he had to walk for an hour to buy cigarettes and a newspaper. Không không, nếu các cậu muốn thay đổi, mình nghĩ rằng đi ra biển là tốt nhất, Harris đề nghị. Nhưng tôi cho rằng đó mới là ý tưởng tồi tệ. Một chuyến đi biển sẽ rất lý tưởng nếu đi một hoặc hai tháng, chứ không phải một tuần. Chắc hẳn nó sẽ thế này. No, said Harris. If you want a rest and a change, then the sea is best. I said that this was a terrible idea. A sea trip is fine if you are going for a month or two, but not for a week. I know what it is like. Bạn bắt đầu hành trình vào thứ hai và nghĩ rằng mình sắp được nghỉ ngơi. Bạn vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt các bạn mình. Trên thuyền, bạn cứ đi đi lại lại, giống như thuyền trưởng Cook, Sir Francis Drake hay Christopher Columbus ngày trước vậy. You start out on Monday and you think that you are going to enjoy yourself. You wave goodbye happily to your friends. You walk up and down on the ship like Captain Cook, Sir Francis Drake or Christopher Columbus. Vào ngày thứ ba, bạn bắt đầu ước rằng giá như mình đã không đi. Tới thứ tư, thứ năm và thứ sáu, bạn lại ước thả chết đi còn hơn. On Tuesday, you wish that you had not come. On Wednesday, Thursday and Friday, you wish that you were dead. Đến thứ bảy, bạn đã có thể dùng chút đồ uống và bắt đầu mỉm cười với bất cứ ai chào hỏi bạn. Ngày Chủ nhật, bạn lại tiếp tục đi dạo và ăn một chút. Và vào sáng thứ hai tuần sau, lúc bạn đứng chờ để được rời khỏi thuyền, mới chính là lúc bạn bắt đầu được thư giãn. On Saturday, you are able to drink something. You begin to smile a little at the kind people who ask you how you are. On Sunday, you start to walk again, and you eat a little. And on Monday morning, as you stand and wait to get off the ship, you begin to enjoy yourself. Tôi nhớ một anh bạn của mình có lần đi một chuyến đi biển ngắn từ London tới Liverpool. Anh ấy mua vé khứ hồi, nhưng khi tới Liverpool, anh ta bán luôn vé và mua vé tàu để quay về. I remember that a friend of mine once took a short sea trip from London to Liverpool for his health. He bought a return ticket, but when he got to Liverpool, he sold it and he came back by train. Vì vậy mà tôi đã phản đối chuyến đi biển, không phải vì bản thân mình. Tôi chưa bao giờ bị say sóng, nhưng tôi lo thay cho George. So, I was against the sea trip. Not for myself, you understand. I am never seasick, but I was afraid for George.
Josh nói rằng cậu ấy sẽ ổn. Thực ra cậu nói rằng cậu khá thích chuyến đi, nhưng sợ tôi và Harris sẽ ốm. George said he would be fine. In fact, he said he would quite like it. But he thought that Harris and I would both be ill. Đến lượt Harris nói rằng cậu ta không bị say sóng. Thật ra cậu ta luôn cố tình để bị ốm, nhưng thường không thành công. Thật lạ, những khi đang ở trên cạn thì chả ai nhận mình là say sóng. Harris said he was never seasick. In fact, he had often tried to be ill, but he had not succeeded. It is very strange, but when you are on land, you never meet anybody who has ever been seasick. Bây giờ xin mời các bạn nghe lại một phần của câu chuyện ngày hôm nay bằng tiếng Anh và trả lời câu hỏi sau đây của chúng tôi. Why was the author against the sea trip? Các bạn hãy so sánh với đáp án của chúng tôi cho ngay sau đó nhé. On Saturday, you are able to drink something. You begin to smile a little at the kind people who ask you how you are. On Sunday, you start to walk again, and you eat a little. And on Monday morning, as you stand and wait to get off the ship, you begin to enjoy yourself. I remember that a friend of mine once took a short sea trip from London to Liverpool for his health. He bought a return ticket, but when he got to Liverpool, he sold it and he came back by train. So I was against the sea trip. Not for myself, you understand. I am never seasick. But I was afraid for George. George said he would be fine. In fact, he said he would quite like it, but he thought that Harris and I would both be ill. Harris said he was never seasick,